Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý bạn chị em, để cử hành thánh lễ này, chúng ta vui mừng sum họp chung quanh nhà Chúa. Bên anh Phêrô Huỳnh Đăng Khoa và chị Maria Lê Thị Hiền Điểm, trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng và đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến địa bạn bè và lời cầu nguyện đường tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Đức Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an nơi thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao ca mà thánh hoa sư phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa bao trước mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài Chúa Sách Tobia. Bấy giờ anh Tobia trội dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: Này em hãy trội dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và phỏng xin cùng Chúa chúng ta để Ngài đó thương ban cho chúng ta được ăn lành. Nàng trội dậy, rồi cả hai cầu nguyện và phỏng xin Chúa ban cho họ được ăn lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên ông Adam và ban Eva cho ông là người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình không tốt,
chúng ta hãy làm cho nó một trợ tác tương xứng với nó. Giờ đây không phải vì Hanê dục vụ mà con cưới em hôm nay, nhưng vì lòng chân thành xin rủ lòng thương con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Bởi xem xét cách ăn nết
ở trong sạch. Với lòng kính sợ của chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bệnh tóc, đeo vòng vàng hoặc chân diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản. Đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ tùng phục chồng mình như bà Sara vâng phục ông Abraham. Khi gọi ông là ông chủ, chị em là con cái của bà. Khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người làm chồng, khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc lành, vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm Đức Giêsu nói với mấy người Pha-ri-sêu rằng, lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, con nam con nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý bạn trẻ, các con thiếu nhi, tôi con phối thân mến, dựa vào các bài đọc ngày hôm nay và dựa vào cái yếu tố phục vụ của cái nghi lễ con phối, xin gửi đến anh chị một vài suy tư thế này. Thứ nhất là trong bài đọc 1 đó, khi Sarah và Tobia cái lời cầu nguyện, mà lời cầu nguyện rất là chân thành, hai người cầu nguyện xin Chúa chúc lành. Chúa biết rằng không phải vì say mê dục mà con lấy em con đây là vợ, nhưng chỉ vì muốn có một dòng dõi để nhờ dòng dõi đó danh Chúa được muôn đời ca tụng. Như vậy ta thấy trong hôn phối của người Công giáo, không những là chúng ta có những cái thiện ích, cái thiện ích mà chúng ta học, cái mục đích của hôn nhân là đem lại thiện ích cho đôi vợ chồng, có nghĩa là mang lại, phải mang lại thiện ích. Thì trong cái thiện ích đó thì là cái dòng dõi này có thể là phải cố gắng làm sao để mình được ăn ở ngay thẳng đào hành đời đời,
À, và những cái việc anh ở đây không những là vì những cái đó, nhưng mà cùng với nhau để sống tốt hơn, để mang lại thiện ích cho nhau. Và qua cái việc mà mang lại thiện ích cho nhau đó, thì chúng ta mang lại thiện ích cho con cái và những người xung quanh. À, cứ như cái hôn phối nhắm đến một cái thiện ích tốt đẹp như vậy. À, một dòng dõi có ước mơ, một dòng dõi được Thiên Chúa chúc phúc, một dòng dõi là Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ chối những ước mơ tốt đẹp của con người. Mà bài đáp ca chúng ta vừa được nghe đó, phúc thay dòng dõi được chúc phúc như vậy, chúng may những người mà được lắng nghe được những chúc phúc. Đó là việc thứ nhất là chúng ta khi xây dựng gia đình, chúng ta hướng đến cái thiện ích cho nhau. Khi điều thứ hai mà phải làm tiếp tục cái câu bài đọc một, mà một lời cầu xin Thiên Chúa tha thiết là Chúa vì yêu thương con, là Chúa vì thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con, cho vợ chồng chúng con được cùng nhau sống an lành đến tuổi già. Đó là cái lời cầu xin của đôi vợ chồng Sarah và Tobia trước Chúa. Và con chắc hẳn cái lời cầu xin được sống an lành cho đến tuổi già đó cũng là lời chắc chắn, là lời mà đôi hôn phối hôm nay ước muốn, và mọi người thân yêu hôm nay cũng ước muốn cho đôi hôn phối ước mong một cách rất là cụ thể ở trong đời sống, trong đời sống ước mong rất là cụ thể một đời sống an lành, bình an, cuộc sống an lành ở trong cuộc sống, ở an lành với nhau và bên nhau cho đến tuổi già. Đó chính là hạnh phúc. Và hạnh phúc là điều mà mọi người chúng ta đều phải theo đuổi. Đó là hạnh phúc mọi người chúng ta đều theo đuổi, là cái hạnh phúc đó. Sẽ điểm đến trong bài đọc 1 mời chúng ta hai cái ý chủ đạo đó, để chúng ta thấy và chúng ta xây dựng một gia đình đem lại một cái thiện ích, mà gia đình thiện ích, gia đình công chính trước mặt Chúa. Mà đã gia đình công chính trước mặt Chúa, gia đình được kính sợ Thiên Chúa, thì chắc chắn Chúa ban ơn phúc. Và lời cầu xin, và lời cầu xin để cho đời sống hôn nhân của chúng ta, hôn nhân của hai bạn để được an lành và mãi mãi đến đầu bạc răng long, trong hạnh phúc của Thiên Chúa nữa bạn. Và anh sẽ biết những người Công giáo chúng ta thì thấy cái nghi lễ người Công giáo rất là bình thường, nhưng mà chắc chắn những anh chị em không phải là người Công giáo thì có lẽ anh chị em phải công nhận là cái nghi thức hôn phối của người Công giáo rất là long trọng, trong một cái bầu khí phục vụ được gọi là thánh lễ. Mà bầu khí phục vụ là gì? Bầu khí phục vụ là bầu khí tôn thờ, nhất là tôn thờ Thiên Chúa. Con người hướng lên Thiên Chúa, hướng lên trời cao để mà thờ lạy Ngài. Và qua đó, qua cái việc thờ lạy Ngài đó, Thiên Chúa đó, và con người cũng mở lòng để xin Chúa thánh hóa, Thiên Chúa ban ơn, Thiên Chúa ban ơn. Cho nên bí tích trong người Công giáo gọi cái lễ cưới là bí tích hôn phối. Mà cái bí tích này có nghĩa là được Thiên Chúa chúc lành. Và trong cái một cái bầu khí phục vụ trang nghiêm như vậy đó, có ca đoàn, có tất cả, có phục vụ lời Chúa, có lời Chúa hướng dẫn, có bí tích thánh thể. Mà trong cái phục vụ như vậy mà phục vụ thánh thể là để sao? Phục vụ thánh thể chúng ta thấy đó là một vị, là một hiến tế, mà là một lễ tạ ơn, là một hiến tế mà Chúa Giêsu đã chết vì hội thánh. Chúng ta hiện tại hóa cái hiến lễ thập giá của Chúa Giêsu trên thập giá để yêu thương và cứu độ con người. Có nghĩa là trong thánh lễ hiện tại là cái tình yêu, mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương con người, yêu thương đến nỗi chết để con người được sống, được cứu độ. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chúng ta thấy cái chuẩn không có được làm trong thánh lễ ít nhất ở tại Việt Nam chúng ta hiện nay, hoặc là trước hoặc là sau thánh lễ. Chỉ có lễ cưới mang tính cách bí tích một cách rõ ràng mới được làm trong thánh lễ mà thôi, để nó để diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và con người tôn thờ Thiên Chúa. Thì lễ cưới hôn nhân con được làm ở trong thánh lễ như vậy, được mời gọi chúng ta qua cái thánh lễ đó, được mời gọi chúng ta hãy trở nên
mỗi người chúng ta phải càng ngày càng trở nên giống Đức Kitô. Càng ngày càng đến giống Đức Kitô là giống chiều Đức Kitô, có nghĩa là sao? Là càng ngày chúng ta phải biết hy sinh cho nhau. Đó là thánh lễ, ở trong diễn ra thánh lễ lễ cưới, đôi vợ chồng phải nhớ rằng là Chúa Giêsu đã yêu thương hội thánh, đã hy sinh hội thánh, đã chết cho hội thánh. Thì trong đời sống vợ chồng, anh chị cũng vậy, cùng anh phải biết hy sinh cho nhau, cùng phải biết nhìn nhục nhau, cùng phải biết để nâng đỡ nhau, cùng phải biết để giúp đỡ nhau. Có nghĩa là tình yêu phải được trao ban. Tình yêu muốn giữ lại, mà tình yêu phải được trao ban. Mà đã là tình yêu mà được trao ban đó, là tình yêu đòi hỏi phải hy sinh, đòi phải hy sinh. Như Chúa Giêsu đã chết vì hội thánh, thì mời gọi trong tình yêu của chúng ta đó cùng phải chết cho nhau, cùng phải hy sinh cho nhau, thì cái tình yêu đó mới được thăng hoa. Tình yêu mà ích kỷ mới giờ thăng hoa được. Tình yêu phải trao hiến cho nhau mới thăng hoa được. Đố có một đứa nhỏ nào mà nó phát triển đàng hoàng, nó phát triển đầy đủ nếu ba mẹ, nếu người mẹ không hy sinh cho con cái, hy sinh từ dòng sữa, hy sinh từ tình yêu, hy sinh từ ấp ủ của con cái, nó không được. Thì trong đời sống hôn nhân cũng vậy, nếu chúng ta muốn tình yêu cho thăng hoa thì chúng ta phải chiêm ngắm ở trong thánh lễ, để chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu yêu thương hội thánh, và hội thánh hết lòng của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta được sống mãi mãi chung thủy với nhau, biết hy sinh cho nhau trong những cái việc rất là lặt vặt hàng ngày. Hy sinh từ lời ăn tiếng nói, hy sinh từ công ăn việc làm, để giúp đỡ nhau sống hoàn thiện hơn. Xin Chúa cho anh chị và tất cả chúng tôi ở đây, những người thân của anh chị hôm nay có hiện diện, của các em thiếu nhi rất là đông, xin cầu chúc cho anh chị được mãi mãi là một gia đình Công giáo đầy yêu thương của nhau, bắt chước mẫu gương yêu thương của Chúa Giêsu và hội thánh. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Phêrô Huỳnh Đăng Khoa và chị Maria Lê Thị Hiền Viễn, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô vào hội thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh thờ Phêrô Huỳnh Đăng Khoa xin nhận em Maria Lê Thị Hiền Viễn làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng của đi lúc gian nan, khi mạnh khỏe của đi lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em hằng ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Hiền Viễn xin nhận anh Phêrô Huỳnh Đăng Khoa làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận các con đã vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tung Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Lê Thị Hiền Viễn xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nguyên trên và con là thánh thần.
Anh Pedro Hình Đăng Khoa xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta, cầu nguyện cho đôi tâm hồn. Xin cho Hội Thánh Chúa được ngày càng có nhiều gia đình Kitô hữu thánh thiện, biết sống hiệp nhất với nhau trong tình thương con cái Thiên Chúa, hầu rao truyền danh Chúa cho mọi người. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho anh Phêrô Huỳnh Đăng Khoa và chị Maria Lê Thị Huyền Diễm vừa liên kết với nhau qua bí tích hôn phối, được ơn Chúa nâng đỡ để anh chị đủ can đảm vượt qua những thử thách của cuộc sống, trung thành với lời đoan hứa hôm nay. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc, những người đang hiện diện nơi đây, được nhiều ơn lành của Chúa để tiếp tục dìu dắt, nâng đỡ gia đình mới này ngày càng trưởng thành hơn. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những ai đang sống bậc sống gia đình biết luôn tuân giữ luật Chúa, chu toàn bổn phận vợ chồng, biết hy sinh quên mình vì nhau, để nêu gương sáng cho con cái và giáo dục chúng nên những người con đích thực của Chúa. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng Chúa bánh thơm này lên con về từ chính đồng xanh. Xin dâng Muốn nao nhau với nhau.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của tay cha để ta cùng tôn vinh nhân Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã cho liên kết bằng giao ước bi tinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ánh hòa thuận êm ái và mỗi giây bình an không thể thao gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trăng của đời sống vợ chồng làm tăng sâu các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lệ lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông sô. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hạnh, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô
Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh Phêrô Huỳnh Đăng Khoa và chị Maria Lê Thị Hiền Vĩnh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhớ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tinh người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha đã sáng, được cha chỉ đến, ý cha đầy dưới đất cũng như trên trời. Xin cha mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình anh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ ta bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên môn. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thanh nhiên sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa đã ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt cho tội nguyên tố lần bàn án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa là Maria Lê Thị Hiền Viên được ơn biên sống yêu thương thuần hòa, noi gương các thánh nữ được tán dương trong kinh thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hương ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và yêu luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huân linh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau họ nêu gương đời sống phen toàn, nhờ sức mạnh tin mừng cung cô
họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức. Cả hai được nhìn thấy con cái trao chăn. Và sau cùng, khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an. Con nâng đỡ cha che lối đi.
mãi tương lai, một cuộc đời thắm trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện, xứng đáng ngày hiền, biết hy sinh điều gắn đàn con, sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa xuống cho gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quyết thắng bình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha thiên tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bao lâu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được ban tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phôi biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con thuận hòa yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mai lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng của tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.